Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, tính đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 15.528 hộ chăn nuôi, chiếm 19,2% tổng số hộ chăn nuôi tại 425 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện. Số lợn phải tiêu hủy lên tới con số là 250.000 con, chiếm 13,3% tổng số đàn lợn. Còn tại các tỉnh phía Nam thì sao? Đến thời điểm hiện tại thì dịch tả lợn châu Phi thì cũng đã xuất hiện tại 11 tỉnh. Và thời gian tới, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi có thể tiếp tục phát sinh và lây lan tại khu vực này là rất cao. Nguyên nhân là do mùa mưa ở phía Nam thì đã bắt đầu, mầm bệnh vì vậy có thể dễ dàng phát tán sang các địa phương chưa có dịch. Và các chuyên gia cho rằng một biện pháp tối ưu nhất, hiệu quả nhất để mà phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi ngay lúc này là áp dụng giải pháp an toàn sinh học. Tại cổng trại nuôi heo bố trí máy phun sát trùng, tất cả các phương tiện, dụng cụ, con người ra vào trại hoặc tiếp xúc trực tiếp với heo đều phải được khử trùng và sát khuẩn nghiêm ngặt. Trên đường vào khu vực nuôi, vôi bột được rải đều khắp lối đi. Đây là cách mà Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai đã hướng dẫn đến bà con. Đối với lại phun thuốc sát trùng thì nên sử dụng những cái máy cao áp để nó tăng cái áp lực, phun đều hết tất cả các mặt tiếp xúc của cái phương tiện vận chuyển cũng giống như là cái con người và khu vực xung quanh chuồng trại trong và ngoài chứ không chỉ trong khu vực chăn nuôi của mình không. Tiêu độc khử trùng là điều kiện tiên quyết trong biện pháp an toàn sinh học. An toàn sinh học tức là áp dụng các giải pháp như tiêu độc khử trùng để diệt mầm bệnh, chọn lựa con giống sạch bệnh, sử dụng thức ăn đầy dinh dưỡng, không cho heo ăn thức ăn dư thừa, tiêm ngừa đầy đủ, bảo quản thức ăn tránh chuột và côn trùng. Trên thực tế, đây cũng là kinh nghiệm mà các công ty chăn nuôi lớn đã áp dụng để giúp rất nhiều nước trên thế giới chống và đẩy lùi được dịch này. Đây không phải là việc làm đơn giản dù không phải là không thể thực hiện được. Đặc biệt tại những nước như Việt Nam, với hàng trăm ngàn hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì sẽ phức tạp hơn. Chúng ta sẽ phải cùng nhau học cách quản lý dịch bệnh và quan trọng nhất là công tác an toàn sinh học phải trở thành điều kiện tiên quyết để phòng chống dịch bệnh. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian qua địa phương nào trên cả nước làm tốt công tác an toàn sinh học thì dịch được khống chế và không bị lây sang các vùng khác. Điều này cũng đã giúp người dân tiết kiệm được chi phí chăn nuôi trong điều kiện dịch đang hoành hành. Tiêu độc khử trùng thật tốt tổng quan chung, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, từng hộ phải tuyên truyền theo từng hộ gia đình, lấy hộ gia đình làm chính. Tất cả mọi người dân, cả các cấp chính quyền đều phải tham gia, nhưng người chăn nuôi phải tích cực nhất để đảm bảo an toàn cho gia đình mình bằng các giải pháp an toàn sinh học. Dịch tả lợn châu Phi hiện nay không có thuốc chữa, không có thuốc phòng. Chính vì thế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các tỉnh phía Nam không nên tái đàn lúc này. Những đơn vị cung cấp giống cần giữ tốt đàn bố mẹ để sau khi dịch đi qua có con giống cung cấp cho người chăn nuôi tái đàn trở lại. Đồng thời cần đưa ra giải pháp tạo sinh kế mới cho bà con bằng cách chuyển sang đối tượng nuôi khác.